Tin cập nhật ngày 5 tháng 3, Nga đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Báo Mỹ, Tổng thống Ukraine sống sót sau 3 vụ ám sát và lực lượng 400 người thuộc lực lượng Wagner đang lẩn trốn ở Kiev. Sau 9 ngày giao chiến, Nga vẫn chưa có được ưu thế trên không. Các chuyên gia cũng không cách nào lý giải. Chuyên gia, cánh hữu Mỹ nói gì về cuộc chiến của Putin? Người được cho là cánh hữu đang chống lại cánh tả phương Tây. Thu Lâm rất vui khi được gặp quý vị trong bản tin cập nhật ngày 5 tháng 3 qua các nền tảng YouTube và xếp chat của DKN TV. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Thưa quý vị, sau khi Mỹ và phương Tây liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, cuối cùng Nga đã tìm được biện pháp đáp trả Cơ quan vũ trụ liên bang Nga Roscosmos cho biết họ đã ngừng cung cấp động cơ tên lửa cho Mỹ với hiệu lực ngay lập tức để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hãng TASS của Nga đưa tin, Dmitry Rogozin, chủ tịch của Roscosmos cho biết, hôm nay chúng tôi quyết định ngừng cung cấp động cơ tên lửa do NPO Energomas chế tạo cho Mỹ để đáp trả lại sự tẩy chay thương mại vô lý của họ. Hãy để tôi nhắc các bạn rằng, kể từ giữa những năm 1990, Mỹ đã phụ thuộc rất nhiều vào động cơ tên lửa của chúng tôi, mỗi năm đều bán ra hàng chục chiếc. Ông Rogozin cho biết, tên lửa Atlas V của United Launch Alliance ULA sử dụng động cơ tên lửa RD-180 hoặc RD-181 trong phân đoạn thứ nhất. Tên lửa này được quân đội Mỹ lệ thuộc nhiều nhất trong vận chuyển vũ trụ. Ban đầu chúng tôi đã ký hợp đồng với ULA về việc cung cấp 12 động cơ tên lửa RD-181 từ năm 2022 đến năm 2024 và có những cuộc đàm phán tiếp theo để cung cấp RD-181M với hiệu suất tiên tiến hơn. Nhưng bây giờ chúng tôi nghĩ rằng trong tình hình hiện nay chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp những sản phẩm này cho Mỹ. Ông Rogozin cũng cho biết các phi hành gia nga trên trạm vũ trụ quốc tế cũng sẽ ngừng tiến hành các thí nghiệm chung với các thành viên phi hành đoàn Đức. Ông nói trước những nhận xét không thỏa đáng của trung tâm hàng không vũ trụ Đức (DLR) chúng tôi sẽ ngừng mọi hoạt động tương tác với tổ chức này, bao gồm cả các thí nghiệm trên trạm vũ trụ quốc tế. Hai phi hành gia người nga Anton Shkaplerov và Pyotr Dubrov hiện đang ở trên trạm vũ trụ quốc tế vừa hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của họ vào năm 2022, cách đây vài ngày để sửa chữa các tấm pin mặt trời của trạm vũ trụ quốc tế. Nhưng giờ đây có thể phải tuân theo lệnh của quốc gia và không tương tác với các phi hành gia khác, và tình huống đã trở nên vô cùng khó xử. Vào ngày 3 tháng 3, D.O.A. lên án hành động xâm lược của Nga đồng thời tuyên bố mọi hoạt động hợp tác với Roscosmos sẽ bị đình chỉ. Cố thượng nghị sĩ Cộng hòa Hoa Kỳ John McCain trong những năm cuối cùng của mình đã nhiều lần cảnh báo trước quốc hội rằng Thật đáng xấu hổ khi tên lửa của Mỹ sử dụng động cơ do Nga sản xuất. Ông đã thúc giục United Launch Alliance hoặc các ngành công nghiệp vũ trụ khác của Hoa Kỳ phải phát triển động cơ tên lửa ngay lập tức để tránh sự đàn áp của Nga đối với ngành công nghiệp vũ trụ. Đến bây giờ mới biết, McCain là một người tương đối nhìn xa trông rộng. Kế hoạch thay thế động cơ RD-180 là động cơ BE-4 của New Zealand. Tuy nhiên, quá trình phát triển động cơ không được thuận lợi. Ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2019, nhưng lịch trình mới nhất đã được gia hạn đến nửa cuối năm nay mới hoàn thành thiết bị đầu tiên. Thưa quý vị, đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Đến nay đã có thông tin cho rằng, chỉ riêng trong giai đoạn này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải đối mặt với 3 vụ ám sát, trong đó hai vụ đứng sau tổ chức lính đánh thuê Wagner Group. Theo các nguồn tin, nhóm này có 400 người đang ẩn náu ở Kiev và nắm trong tay danh sách ám sát gồm 24 người Ukraine. Tờ New York Post dẫn lời từ The Times và các báo cáo khác cho biết, các nhà hoạt động chống chiến tranh Nga đã cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine, nói rằng hai nhóm lính đánh thuê khác nhau đã lên kế hoạch cho một cuộc tấn công để ngăn chặn thành công vụ ám sát. Bộ trưởng An ninh và Quốc phòng Ukraine cho biết, chúng tôi đã nhận được tình báo từ cơ quan liên bang Nga rằng họ không muốn tham gia vào cuộc chiến đẫm máu này. Theo các nguồn tin, các thành viên của Wagner Group đã vào Ukraine với danh sách bị ám sát gồm 24 quan chức. Một khi các quan chức này bị giết, chính phủ Ukraine có thể lâm vào hỗn loạn. Điều khiến người ta chú ý là vẫn có hơn 400 thành viên của Wagner Group ở thủ đô Kiev. Ngoài ra, ông Zelensky đã thoát khỏi một vụ ám sát từ lực lượng đặc biệt Chechnya, biệt đội Kadyrovice, ở ngoài ô Kiev vào ngày 26. Theo Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Ukraine vào ngày 1, lực lượng ám sát Chechnya đã bị tiêu diệt. Trên thực tế, ngay từ tuần trước khi Nga bắt đầu xâm lược Ukraine, Hoa Kỳ đã đề xuất với Zelensky rút khỏi Kiev nhưng đề nghị này đã bị Zelensky từ chối, ông cũng thẳng thừng nói, chúng tôi cần đạn dược, không phải đi nhờ xe. Thưa quý vị, Nga đã bước vào ngày thứ 9 của cuộc chiến ở Ukraine. Từ trước đến nay, các giới đều cho rằng, so với sức mạnh quân sự giữa hai nước, quân đội Nga sẽ nhanh chóng giành quyền kiểm soát sức mạnh trên không. Tuy nhiên, cho đến nay, quá trình tiến công mặt đất của quân đội Nga vẫn còn chậm chạp. Lực lượng phòng không và hệ thống phòng không Ukraine vẫn chưa bị quân đội Nga đánh bại. Thậm chí họ còn có thể thực hiện các nhiệm vụ phòng không và tấn công mặt đất. Vậy điều gì đã xảy ra với không quân Nga? Các chuyên gia quân sự trên thế giới không khỏi sửng sốt và cảm thấy không thể lý giải, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với lực lượng không quân khổng lồ đầy kiêu hãnh của Nga. Theo tin Reuters, trước khi Nga gây chiến với Ukraine, các chuyên gia quân sự Mỹ đã dự đoán rằng Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công dữ dội, tăng cường sức mạnh không quân và phá hủy lực lượng không quân và hệ thống phòng không của Ukraine nhằm giành ưu thế trên không như đã thấy trong cuộc xung đột. Nhưng thật không ngờ, Hành động của quân đội Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến lại không hề ăn khớp như vậy. Đội quân khổng lồ không những gặp nhiều trở ngại mà các cuộc tấn công cũng thất bại khắp nơi. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ rằng sau khi khai chiến, Nga chỉ sử dụng 75 máy bay, thấp hơn nhiều so với con số ước tính trước đó. Điều này đã cho phép hệ thống phòng không Ukraine vẫn có thể đe dọa máy bay chiến đấu của Nga, thậm chí còn có thông tin về việc Ukraine đã phá hủy thành công các đoàn xe và vũ khí của Nga bằng máy bay TB2 không người lái do thổ nhĩ kỳ sản xuất. Jeff Tula, một trung tướng đã nghỉ hưu, người từng lãnh đạo việc thành lập vùng cấm bay ở miền bắc Iraq cho biết ông rất ngạc nhiên khi Nga không giành được ưu thế về không quân sớm trong cuộc chiến. Ông nói, việc phối hợp tác chiến đa miền không tốt như họ nghĩ. Ngoài ra còn có sự thiếu hợp tác giữa các lực lượng trên không và trên bộ. Robley, một chuyên gia quân sự Nga tại Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại FPRI của Mỹ cũng chỉ ra rằng rất nhiều điều quân đội Nga đang làm khiến người ta khó hiểu, bởi vì một khi chiến tranh bắt đầu. Chi phí và rủi ro sẽ tăng lên mỗi ngày, nhưng Nga lại không sử dụng vũ lực tối đa. Điều này khiến ngoại giới không thể tìm ra lời giải thích hợp lý. Thưa quý vị, Tân Bằng, nhà bình luận thời sự của tờ Epoch Times có một số quan điểm sau khi truyền thông Mỹ loan tin chấn động. Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu Putin hoãn cuộc xâm lược cho đến sau Thế vận hội mùa đông. Sau đây là những bình luận của ông. Vào ngày 3 tháng 3, các phương tiện truyền thông chính thống của Mỹ đưa tin chính quyền Trung Quốc đã biết về cuộc giao tranh ở Ukraine trước khi khai chiến nhưng đã yêu cầu hoãn lại đến sau Thế vận hội mùa đông và ông Putin đã đồng ý. Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau đó đã phủ nhận điều đó. Một số người Trung Quốc trên mạng có quan điểm khác nhau về tính đúng sai của cuộc chiến Ukraine. Hôm nay chúng ta sẽ cùng xem một số lực lượng cánh hữu bảo thủ ở Mỹ đánh giá vấn đề này như thế nào. Trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và một số nhân vật cánh hữu nổi tiếng. Trung Quốc thỉnh cầu Putin rời cuộc chiến sau Thế vận hội mùa đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc phủ nhận Tất cả chúng ta đều biết rằng lần này truyền thông ở Trung Quốc đại lục trước chiến tranh đã nhận được thông báo nội bộ, không được đưa tin bất lợi cho Nga. Kết quả là điều này đã vô tình bị đăng trên Weibo chính thức Shemian của tờ báo Tân Kinh. Sau khi chiến tranh bùng nổ, việc Đảng Cộng sản Trung Quốc không gọi cuộc chiến tranh của Nga là một cuộc xâm lược, việc mua lúa mì nhiễm bệnh từ Nga và tiếp tục ký kết các hợp đồng hợp tác quy mô lớn như dầu mỏ cũng đã thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, để so sánh, thông tin quan trọng nhất là liệu Bắc Kinh có biết về điều đó trước khi xảy ra chiến tranh hay không? Có nghĩa là Bắc Kinh có phải là đồng phạm trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga hay chỉ là đồng phạm sau sự kiện này? Vì vậy, sau khi tin tức liên quan ngày hôm nay được các phương tiện truyền thông chính thống của Hoa Kỳ phanh phui, nó đã thu hút sự chú ý lớn. Hiện tại, CNN, New York Times và South China Morning Post ở Hồng Kông đã đưa tin về điều này theo nguồn thông tin riêng của họ. Tin tức đưa lần đầu bởi tờ New York Times, sau đó là CNN cũng được tin. Tuy nhiên, các loại phương tiện truyền thông lớn này có mối liên hệ riêng với tòa Bạch Ốc và họ sẽ tiến hành xác nhận. New York Times đã nói, theo các quan chức cấp cao của chính quyền ông Biden và một quan chức châu Âu, một thông tin tình báo phương Tây cho biết các quan chức cấp cao của Trung Quốc đã nói với các quan chức cấp cao của Nga vào đầu tháng 2 rằng không được xâm lược Ukraine cho đến khi Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh kết thúc. Trong khi tờ South China Morning Post có nguồn gốc từ Bắc Kinh, về nên các nguồn thông tin và báo cáo của tờ này khác với New York Times, Họ nói rằng theo nguồn tin từ hai người có quan hệ với tòa Bạch Ốc, người đã trích dẫn thông tin tình báo Hoa Kỳ nói rằng vào ngày 4 tháng 2, các quan chức cấp cao của Nga nói với những người đồng cấp Trung Quốc rằng Moscow sẽ tiến hành các hoạt động quân sự ở Ukraine. Họ nói thêm rằng Bắc Kinh không ủng hộ hay phản đối động thái này, nhưng yêu cầu Moscow hoãn kế hoạch đến sau Thế vận hội Bắc Kinh. Nói cách khác, nguồn thông tin này của South China Morning Post là độc lập và nói khác với một quan chức cấp cao trong chính quyền ông Biden của New York Times và một quan chức châu Âu Điều này rất quan trọng. Vào ngày 3 tháng 3, phóng viên của Global Times cho biết, New York Times dẫn báo cáo của cơ quan tình báo phương Tây ngày 2 cho biết các quan chức cấp cao Trung Quốc đã cảnh báo các quan chức cấp cao Nga không được xâm lược Ukraine trong thời gian diễn ra Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh. Theo báo cáo, điều này cho thấy Trung Quốc có hiểu biết nhất định về kế hoạch hành động quân sự của Nga. Bình luận của Trung Quốc là gì? Uông Văn Bân, phát ngôn viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng báo cáo của New York Times hoàn toàn là thông tin sai sự thật làm trạch hướng dư luận và đổ lỗi cho người khác là rất đáng khinh bỉ. Ông cũng nói, vấn đề Ukraine đã phát triển thành tình thế như ngày nay, ngọn nguồn rất rõ ràng, điểm mấu chốt ở đâu, mọi người đều biết rõ. Cùng ngày, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cũng lên tiếng bác bỏ. Người phát ngôn Lưu Bằng Vũ nói, tuyên bố được đề cập trong báo cáo hoàn toàn là suy đoán và không có cơ sở, đun đẩy trách nhiệm và bôi nhọ Trung Quốc. Tất nhiên, ngoại giới có tin vào lời giải thích của Bắc Kinh không? Tất nhiên, cộng đồng quốc tế cho rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nga là tốt hơn đồng minh và sự thông đồng giữa Trung Quốc và Nga là không thể tránh khỏi. Ông Tân Bang cho rằng tính xác thực của tin tức này là rất cao. Thứ nhất, tuyên bố chung Bắc Kinh giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga thực chất là một tuyên bố chính thức về quan hệ đồng minh. Vào ngày 4 tháng 2, cuộc gặp giữa Putin và Tập Cận Bình đã đưa ra một tuyên bố dài 5.000 từ tuyên bố quan hệ đối tác của họ là chưa có cơ sở, lên án sự bành trướng về phía đông của NATO và tuyên bố họ sẽ xây dựng một trật tự toàn cầu mới với một nền dân chủ thực sự. Thứ hai, trước đây chính quyền Trung Quốc đã thu thập được nhiều thông tin tình báo tuyệt mật hơn. Điều này đủ để chứng minh rằng Nga có một kế hoạch xâm lược và thái độ của chính quyền Trung Quốc cũng đủ để thể hiện thái độ của họ đối với cuộc xâm lược, biết rõ sự tình và ủng hộ. Các quan chức Mỹ cho biết sau cuộc họp ngoại giao vào tháng 12, họ có tin tình báo rằng Bắc Kinh đã chia sẻ thông tin với Moscow và nói với Nga rằng Mỹ đang cố gieo rắc mối bất hòa và Trung Quốc sẽ không cố cản trở các kế hoạch và hành động của Nga. Thứ ba, nguồn thông tin độc lập của South China Morning Post cũng chứng minh rằng tình báo liên quan dường như đến từ một quốc gia châu Âu không phải là không có căn cứ. Hơn nữa, trước khi chiến tranh bùng nổ, cả Nga và Đảng Cộng sản Trung Quốc đều liên tục phủ nhận và cho rằng Mỹ đang tung tin đồn thất thiệt. Nhưng trên thực tế, Nga đã thực hiện một cuộc xâm lược, điều này một lần nữa chứng minh tính chính xác của tình báo Mỹ. Đảng Cộng sản Trung Quốc lấy 6.000 người Trung Quốc ở Ukraine làm cái giá để thực hiện chiến lược của mình. Vì vậy, câu hỏi đặt ra là tại sao Bắc Kinh không di tản công dân của mình khỏi Ukraine như các nước khác? Đánh giá từ các thông tin hiện tại có thể hiểu rằng, chính quyền Trung Quốc chính là đang giúp Nga như một điểm trợ chiến thuật bằng cách không di tản Hoa Kiều. Như vậy, Nga mới có thể đưa quân đến bất ngờ. Bởi vì nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc sơ tán tất cả công dân của mình thì sẽ thể hiện rõ ràng rằng chiến tranh có thể bắt đầu. Từ quan điểm chính trị và quân sự, điều đó là không tốt cho Nga. Vì vậy, nói một cách thẳng thắn, chính quyền Trung Quốc thực sự coi 6.000 người Trung Quốc này như một loại giá cả để thực hiện chiến lược của mình. Đó là hy sinh những người này để giúp đỡ Nga. Chúng ta ban đầu cho rằng chính quyền Bắc Kinh có thể không biết rằng Nga sắp mở cuộc xâm lược toàn diện và đã bị Putin lừa dối. Bây giờ nhìn lại chúng ta đã quá lương thiện, kỳ thực sự tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc là ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Vì vậy, nếu bây giờ chúng ta quay đầu nhìn lại, sẽ thấy rằng tuyên bố chung giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga có ý nghĩa sâu rộng. Nó cho thấy tham vọng thành lập liên minh của hai bên có một mục đích chính, đó là đề xuất một mặt trận thống nhất chống lại Hoa Kỳ. Hôm qua, một bài báo trên tờ The Wall Street Journal đã phân tích điều này, nói rằng ông Tập Cận Bình muốn ông Putin tham gia mặt trận thống nhất chống lại Hoa Kỳ và ông đã nhận được câu trả lời là vào ngày 4 tháng 2. Cải thiện quan hệ với Nga, một sai lầm lớn trong chính sách đối ngoại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài báo cũng cho rằng, cuộc chiến Ukraine hiện nay có thể khiến những nỗ lực trở thành nhà lãnh đạo thế giới trong nhiều năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc trở nên vô ích. Trudor Blanchester, chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington cho biết, việc nâng cao quan hệ đối tác với Nga trước khi Nga xâm lược Ukraine là một chính sách đối ngoại sai lầm lớn của Tập Cận Bình. Ông cũng cho rằng, cái giá phải trả của Trung Quốc là rất thực tế và đang bộc lộ những giới hạn trong chính sách của Tập Cận Bình. Tiếp theo khi chúng ta nhìn lại những hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau khi chiến tranh bùng nổ, Hoa Xuân Ánh và những người khác đã không chịu thừa nhận rằng đây là một hình thức xâm lược và ngay lập tức bắt đầu ủng hộ Nga mạnh mẽ trong lĩnh vực ngoại thương, đầu tư, vân vân. Vào ngày diễn ra chiến tranh, nhìn xa hơn rõ ràng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết tâm chống lại thế giới tự do thông qua sự việc này. Tuy nhiên, điều mà chính quyền Trung Quốc không ngờ là Ukraine đã không nhanh chóng gục ngã trước cuộc xâm lược của Nga với sức mạnh quân sự tương đối mạnh và họ cũng không ngờ rằng các nước như Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chưa từng có đối với Nga. Bằng cách này đã khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc cảm thấy rằng đã đặt cược sai. Nhưng ngay cả như vậy, Bắc Kinh cũng không chịu thừa nhận sai lầm của mình hoặc quay đầu lại. Thay vào đó, họ cố gắng đi tiếp con đường này đến cùng, đồng thời còn cố gắng che đậy. Ví dụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản thông cáo Trung Mỹ Thượng Hải rằng Trung Quốc tôn trọng chế độ xã hội của Mỹ và không bao giờ đặt cược vào việc Mỹ sẽ thua. Lần này, các phương tiện truyền thông và các nhà chức trách trên thế giới cũng đã chú ý đến nhiều bài báo chống Mỹ và căm thù phương Tây trên mạng của Bắc Kinh, cũng như một số lượng lớn các báo cáo ủng hộ Putin và Nga, bêu xấu Ukraine, vân vân. khiến thế giới thấy sự thật bộ mặt của Đảng Cộng sản Trung Quốc rõ ràng hơn. Như người bình luận thời sự nổi tiếng trang LT Lifetime USCL đã nói, phương Tây đang dần trưởng thành, Mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần ngụy tạo lập trường ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, nhưng các phương tiện truyền thông phương Tây đã học được cách hiểu được lập trường của Bắc Kinh từ những ngôn luận của những tiểu phấn hồng thế hệ già và trẻ của Trung Quốc. Ngày càng có nhiều người phương Tây biết được bí mật rằng phần lớn luận điệu xuất hiện trên các mạng xã hội Trung Quốc chính là những quan điểm được Bắc Kinh ủng hộ. Ông Trump ca ngợi Tổng thống Ukraine dũng cảm, ông Pompeo nói Mỹ lẽ ra phải sẵn sàng từ nhiều tháng trước. Một số những người cánh hữu bảo thủ trên mạng có ý kiến khác về cuộc chiến Ukraine. Họ cho rằng ông Putin cũng là một người theo phái bảo thủ và đã bị các lực lượng cánh tả phương Tây và thậm chí cả chính phủ ngầm vây quét và đàn áp trong một thời gian dài. Và bây giờ nếu ông phản đối việc Nga xâm lược Ukraine thì tương đương với việc đứng chung với những người cánh tả này. Một số học giả Trung Quốc cũng có cùng quan điểm này. Hơn nữa, họ có một điểm chung, đó là đều là những người phái bảo thủ và ủng hộ Trump. Vì vậy, chúng ta trước tiên hãy xem những gì ông trump đã nói sau đó đưa ra phân tích tại hội nghị hành động lực lượng phái bảo thủ của mỹ cách đây hai ngày ông trump đã công khai lên án việc nga xâm lược ukraine và nói rằng tổng thống nga putin đã sử dụng sự mềm yếu của tổng thống mỹ biden để phát động một cuộc tấn công chống lại ukraine ông nói cuộc tấn công của nga vào ukraine thật kinh hoàng đó là một hành động tàn bạo không được phép xảy ra đó là một hành động tàn nhẫn vĩnh viễn không nên cho phép xảy ra nó vĩnh viễn không nên xảy ra Chúng tôi đang cầu nguyện cho những người dân Ukraine kiều hãnh, Chúa phù hộ tất cả các bạn. Ông nói rằng ông sẽ ngăn chặn một cuộc chiến như vậy, như chúng ta đều biết, thảm họa khủng khiếp này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là Tổng thống. Rất đơn giản, nó sẽ không phát sinh. Dưới thầy Bush, Nga xâm lược Russia. Dưới thầy Obama, Nga chiếm Crimea. Dưới thầy Biden, Nga xâm lược Ukraine. Tôi là Tổng thống duy nhất trong thế kỷ 20 trong hoàn cảnh Nga không xâm lược nước khác. Ông cũng nói rằng ông đã khen ngợi Putin vài ngày trước và thực sự muốn chế nhạo Biden vì đã ngu ngốc không thể ngăn chặn được cuộc xâm lược của Putin. Vấn đề không phải là Putin thông minh, ông ấy đương nhiên thông minh, mà vấn đề sự thật là các nhà lãnh đạo của chúng ta là ngu ngốc. Đồng thời ông Trump cũng ca ngợi tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, nói rằng ông ta đã cầm vũ khí lên để bảo vệ đất nước của mình và là một người đàn ông vô cùng dũng cảm. Ông Trump nói những người tham dự hội nghị rằng chính ông là người đã cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine bằng vũ khí sát thương. Tôi đã đưa Javelin, tên lửa chống tăng cá nhân FGM-148 Javelins mà mọi người ở Ukraine đang nói đến bây giờ và các thiết bị quân sự khác trị giá hàng triệu đô la. Còn chính quyền Obama chỉ đưa cho họ chăn lông. Tất nhiên, như mọi khi, trong khi lên án cuộc xâm lược Ukraine và sự thiếu phản ứng của ông Biden, ông Trump cũng đã chuyển trọng tâm cứng rắn hơn vào chính sách đối nội của Hoa Kỳ. Ông nói, các chính sách nhập cư của Biden đã khiến Hoa Kỳ trở thành bãi rác cho phần tử tội phạm. Ông Trump nói, chính quyền Biden đã dành mấy tháng để suy nghĩ về cách ngăn chặn một cuộc xâm lược của một nước cách xa hàng nghìn dặm. Tôi cho rằng người Mỹ cũng nên có một tổng thống có thể ngăn chặn cuộc xâm lược lên đất nước chúng ta. Nếu bạn không thể bảo vệ nền văn minh của mình, bạn sẽ không thể bảo vệ nền văn minh phương Tây. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần những đường biên giới hiệu quả. Trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Laura Instagram của Fox News, ông Mike Pompeo, một đại diện phái bảo thủ khác của Hoa Kỳ, người cứng rắn với Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng bày tỏ quan điểm tương tự. Ông nói rằng Hoa Kỳ lẽ ra phải hành động sớm hơn nhiều tháng để ngăn chặn chiến tranh. Ông nói, ở chính quyền của ông Biden, rất nhiều thứ có thể xảy ra sai lầm. Công việc khó khăn đáng lẽ phải được thực hiện từ nhiều tháng trước. Bạn biết đấy, bạn đã nói rằng đó là một cuộc chiến kéo dài 6 ngày. Chúng ta đã biết ý định của Putin từ rất sớm. Chúng ta đã thấy ông ấy xây dựng những lực lượng này, vì vậy nhận xét trước đây của bạn về việc khó có được vũ khí như thế nào hiện nay là hoàn toàn chính xác. Những vũ khí này nên có trước khi Ukraine huấn luyện đối với bất kỳ hệ thống phòng thủ máy bay nào, tức là cách đây vài tháng khi họ cần tên lửa javelin. Tổng thống Obama đã từ chối giao chúng vài năm trước, còn phó tổng thống Biden khi đó cũng đã phản đối người Ukraine cần vũ khí để bảo vệ mình. Đáng lẽ chúng ta có thể cung cấp cho họ. Tôi hy vọng bây giờ chúng ta có thể tìm ra cách để đưa vũ khí vào. Mark Levin, một người dẫn chương trình bảo thủ nổi tiếng ở Hoa Kỳ, cũng phản đối gây gắt việc Putin xâm lược Ukraine, đồng thời trách mắng ông Biden vì đã làm hỏng mọi việc. Giống như việc dầu mỏ nếu Mỹ tự cung tự cấp được dầu, giá dầu sẽ không tăng và nói rằng chỉ cần giá dầu bị áp đặt thì nền kinh tế Nga sẽ lập tức kết thúc. Vì vậy chúng ta có thể thấy rõ lập trường của những người cánh hữu nổi tiếng này, thực sự họ đều thừa nhận rằng chính quyền Biden đã xử lý kém cỏi về phương tiện năng lượng, vân vân. Vân nếu có sự gian đen lớn hơn đối với Nga và hỗ trợ vũ trang tốt hơn cho Ukraine, thì cuộc chiến này sẽ không nổ ra. Tuy nhiên, liên quan đến cuộc chiến này, họ đều phủ định cho rằng đây là hành động xâm lược tàn bạo của ông Putin ngoài ra nhiều người cũng có thể nghĩ rằng putin là người phái bảo thủ hơn nữa còn ủng hộ trump khi cuộc bầu cử của trump diễn ra khó khăn do đó mà vẫn ủng hộ putin kỳ thực chính là vì họ ủng hộ trump tuy nhiên trước tiên những gì mà các chính trị gia đại diện cho chủ nghĩa bảo thủ đều là những hoạt động được gián nhãn trước khi biden lên nắm quyền ông dương lên ngọn cờ của một người theo khuynh hướng cánh tả ôn hòa nhưng sau khi lên nắm quyền ông đã áp dụng một chính sách cánh tả triệt để mà chiến tranh giết hại dân thường và liên minh với đảng cộng sản trung quốc đều không thể được coi là tốt vì vậy chúng ta phải đánh giá putin dựa trên những điều này thứ hai putin đã không thừa nhận rằng biden đã đắc cử tất nhiên không loại trừ việc putin ngưỡng mộ trump nhưng ông ấy cũng có một lý do rất quan trọng đó là lý do ông ấy sẵn sàng hợp tác hơn với hoa kỳ dưới sự lãnh đạo của trump ở một mức độ lớn ông ấy rất rõ ràng rằng biden và những người cánh tả khác lên nắm quyền họ sẽ thay đổi cách làm trước đây của trump với nga để chống lại đảng cộng sản nhưng vẫn xem nga như kẻ địch những ngày tháng khó khăn của nga và bản thân ông ấy vẫn như xưa thứ ba trên thực tế chúng ta phải nhớ rằng con người là sẽ thay đổi trước đó đúng là putin đã bắt nạt đảng cộng sản trung quốc nhiều lần và công khai trong cuộc chiến thương mại trung mỹ khi tập cận bình thăm nga putin đã nhận câu hỏi từ một nữ dẫn chương trình của truyền hình nga sau bài phát biểu của mình cô ấy hỏi rằng chiến tranh thương mại trung mỹ nga ủng hộ ai putin cười nói khi hai con hổ giao chiến con khỉ thông minh ngồi một bên xem mai thắng rồi hãng nói nói cách khác ông ấy không sẵn sàng liên minh với đảng cộng sản trung quốc Tuy nhiên, từ ngày 4 tháng 2, Putin đã đến thăm Bắc Kinh khi thế vào hội mùa đông Bắc Kinh của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nhiều nước trên thế giới tẩy chay, đồng thời ký một tuyên bố liên minh chưa từng có với chính quyền Trung Quốc, nói rằng hai bên sẽ xây dựng mối quan hệ song phương không giới hạn. Thời này rõ ràng đã thay đổi so với thực tiễn trước đây của Putin. Vì vậy, nói một cách đơn giản, thế giới không ngừng thay đổi và con người cũng có thể đổi thay. Chúng ta cần nhìn rõ rằng nó vẫn trên những sự thật và giá trị cơ bản nhất. Không thể bởi vì kẻ địch phản đối thì chúng ta ủng hộ, hoặc điều kẻ thù ủng hộ thì chúng ta phản đối. Thưa quý vị, mục tin cập nhật của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tiếp theo.